Bố ơi, có nhiều kẻ thù quá à, chúng ta nên làm gì bây giờ à? Con ơi, dùng mông lôi hết nội tạng ra nào. Một, hai, ba chạy nhanh nào. Bố ơi, con chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể sống mà không có nội tạng. Xuyệt, mọi bộ phận trên cơ thể chúng ta đều có thể tái tạo được nhé. Nếu thích hãy like, share, subscribe, ủng hộ tim mình với nhé.